cái khu này là khu em thích nhất. Vô đi, vô coi đi rồi tính. Đây, đi đường giữa đây nè. Đây là gì? Đây là bắt cái chỗ mà tội nhân á. Đây, chỗ có con mèo nó mập ú nó kìa. Trời ơi kìa. Không, vô đây nè. Vô đây. Má, hôm nay em phải hả bắt những người tội nhân. Đây, mọi người ngồi đây đi. Anh nằm đây nè. Đây, mọi người ngồi đây đi. Chị hãy ngồi nằm ở đó đi chị. Dạ. Anh Sen. Mà à, anh là cái người mà ấy đó. Anh cầm cái cây giùm em đi, cầm cái cây. Rồi, chị nằm đi chị ơi. Đó. Chị ơi cái tay. Đúng rồi. Tội danh là không chịu đóng tiền đi du lịch. Đấy. Trời. Trời ơi. Có cái gì nó đang hồi động luôn cái luôn. Lại đi. Lại thử xem. Ta không chết. Quậy. Ôi, nó văng ra. Nó đang là con cục muốn cái gì. Ai sao vậy? Trời ơi. Tội thứ hai. Làm móc màu đen. Ngày xưa phụ nữ làm móc màu đen là đi làm gái. Ôi, trời ơi, làm gái mà cũng có cái kim cương kìa. Anh xem. Hai ba, hey. Có lót gối ở dưới lấy ra. Sao? Tao quên tao biết có lót gối ở dưới. Có phao. Có. Đây. Để nó ngủ luôn bây giờ. Đây là tội nhân nữa nè. Đây, bắt tội nhân đi. Đúng rồi đó. Trời xem phim nhiều quá ha. Để làm gì? Là banh vậy là đau á, anh hiểu không? À vậy thôi hả? Yeah. Nó đau lắm ơi. Bác này không rảnh. Không có gì. Bỏ. Đây, chị giặt. Trời ơi. Chị vô luôn. Chị vô đâu đâu. Đây. Hình phạt này là dành cho những người phẫu thuật thẩm mỹ nhiều. Khi làm cái này quơ lên làm cái mũi sẽ rớt, hiểu không? Rớt cằm rớt mũi. Rồi ra mà sắp dầm như thế mẹ rồi. Giờ hết cái làm mẹ rồi. Ok. Phải đường. Phải đường. Chị tôi cái gì hôm nay Heidi sẽ giải thích cho các bạn về tù. Tù của Hàn Quốc thời xưa nó như thế nào nhá. Tù Hàn Quốc xưa đây. Ở đây nó có viết đó những cái gì này. Đây là những cái vật dụng nào trong tù người ta hay dùng đó. Nó rất là nhiều loại. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp tục ha mọi người. Rồi tới đây là những người mà bị phạm luật mà nhẹ nhẹ đó. Người ta chỉ cứ vô trong cái tù thoải mái. Tức là mình bị cái gì nó cũng nhẹ nhẹ, không có cái gì hết. Rồi, sau đây tiếp tục. Đây là những người mà tội phạm rất là nặng. Đó, tội phạm rất là nặng thì người ta sẽ mang một cái gì đó khủng khiếp như vậy. Đó, đấy. Rồi, kiếm tôi cái gì? Tiếp theo sẽ là gì? Tiếp theo sẽ là cha cha. Đó, đây là những người mà chức quan nhà cao cấp. Và những cô gái mà là coi những người mà kiểu như là tiểu thư đó. Đó, thì người ta sẽ vô trong cái người một cái rất là thoải mái. Rồi tiếp theo là gì? Đây là những cái bệnh nhân mà giống như là đây. Anh
giải thích giùm em đi, cái bệnh nhân em chưa hiểu đâu. Dạ làm gì vậy không vậy? Chụp hình mà mỏi. Nãy ra tụi em định qua đây nhốt mà nó che lại luôn. Lo. Thôi, dắt ra ngoài, mình đi về thôi. Đi về.